Chào các bạn, bà bán phở đang đứng đây là ngay trước căn nhà của người Hà Nhì. Như bà bán phở hay nói, đó là đặc sản của Y Tý, đó chính là nhà trình tường và mây. Thì hôm nay bà bán phở sẽ mời các bạn cùng khám phá bên trong của cái căn nhà người Hà Nhì. Đây là một cái căn nhà của người dân đang ở rất rất là bình thường. Thì xem bên trong có cái điều gì là khác biệt so với những cái nhà của những người dân tộc khác các bạn ha. Là bà con chăn nuôi ở đây các bạn. Và rất là đặc trưng của người Hà Nhì ở đây. Tại vì su rất là thích hợp thời tiết ở đây. Đó. Đây là căn nhà. Củi rất là nhiều các bạn, tại vì mùa đông tới rồi. Bây giờ chúng ta hãy bước vào. Đây, chúng ta hãy ngắm toàn bộ ngôi nhà cái đã. Cái này là nhà kho và nấu cám lợn hả? Trời ơi, sao sang vậy? Còn cái nhà này? Nhà đấy là nhà kho chứa củi. Đây là nhà kho cho châu ở. Trời, con nhà đây là nhà kho và nấu cám lợn. Sang trọng không các bạn? Ô, cũng là nhà trình tường luôn nha. Thôi, bây giờ chúng ta đi vô ngôi nhà chính thôi. Ghế dễ thương vậy, đi đâu vậy con, lấy ghế đâu hả? Mượn hay là đòi đó hả? Dễ ghét chưa? Dễ ghét chưa? Ủa, còn không chỗ anh xin luôn đâu. À, các bạn biết không, nhà người Hà Nhì nó có một cái đặc biệt, đó là khác với người Hờ Mông ở chỗ là họ có phòng riêng đàng hoàng các bạn ạ. Đây là giữa nhà các bạn ha, và bên đây á là đi vào nhà, bên trong đó là gian bếp. Hồi nãy trong gian bếp á, chúng ta thấy có một cái phòng đúng không? Thì đây là cái cửa vào cái phòng. Đây là cái điều rất rất là khác biệt giữa người Hờ Mông và người Hà Nhì. Mình có gác hả? Vâng. Cái gác này là mình để mình thóc, để ngô. À, chứ không phải là để ở đâu. Không. À, để gió ngô thóc giống như người Dao á các bạn ạ. Ngô thóc thì ở đây mình đâu có cái tập tục như người Dao là không có bán ngô thóc mà trữ quanh năm ăn trong nhà đúng không? Không ạ. Mình không. Bếp lửa đâu em? À đây. À, cảm ơn. Ồ, cái nhà mình hay vậy hả? Ở xin mình làm cái bậc này cao lên nữa ha. Khác nhà của Suy. Vậy cái nhà này mình xây lâu rồi hả em hay sao? Lâu lắm rồi ạ. Nó mới có cái bậc cao lên vậy hả? Không, cái này từ trước rồi ạ. Ồ, hay quá à. Ồ, cho sửa đi cho nó ấm nè bà con ơi. Ý ơi, Ý Vũ ơi. Trời ơi, đã lắm em ơi. Các bạn biết không, một cái điểm đặc trưng, rất là đặc trưng của người Hà Nhì, đó là khi chúng ta vừa bước vào nhà, các bạn thấy có một cái gờ bậc này không? Đó. Không có. Cũng thế là, có thể là người Hờ Mông người ta cũng ở nhà trình tường, nhưng mà khi bước chân vào nhà người Hà Nhì nhất định phải có cái bậc này. Thịt gác bếp. Cái thịt này là gác một tuần rồi đó các bạn. Để tivi ở trong này. Đó, một tuần. Chê ngồi xuống. Ngoài thịt gác bếp thì còn kính thưa các loại gác bếp nữa em ha. Mấy cái chè cũng giống như là vùng bà con vùng cao khác. Đây mới có được mấy năm rồi. Thế á? Nhà chồng em bị ngô cháy rồi. Một lần này. Nó chưa xuống đây. Chắc bị nhà bị cháy. Lúa nè. Chắc là do mình hạt giống đó bà con để đó các bạn. Chắc là không phải đâu. Chẳng biết nguyên do như nào. Lúa nếp. Em đi thấy cũng lạnh đúng không? Ngồi đây ấm đi. Vâng. Chị thấy cũng hơi ngồi ấm thì thấy biết thấy nó lạnh. Vâng. Quay ra nó lạnh đúng không? Vậy cái nhà này làm bao nhiêu lâu rồi em? Chắc được hơn 20 năm. Wow. 20 năm. Đó. 20 năm nhà này nó hơi lâu đó. Con này mình có nấu mèn mén không em? Không. Không. Cho gà cho lợn ăn. Cái thế đấy. Mình ăn bằng ăn cơm gạo thôi đúng không? Dạ vâng. Rất thích cái gian bếp của người Hà Nhì. Cơm ngô nó nhanh quá không thích ăn này. Nó lâu chứ. Cơm ngô mà nó lâu đúng không? Cơm ngô ăn một bát đã thấy ngò rồi. No lại ăn đi, không phải
quá. Nó không hẹp hết trơn á. Rồi. Vậy thì bắt đầu 1, 2, 3 từ mái nhà. Nín thở. Đây là may mắn lắm luôn á. Chị không nghĩ được, chị không nghĩ là được vô cái ngôi nhà nó rất là chuẩn như thế này luôn á. Chị không nghĩ. Mê những cái rất là kết cái mâm của người Hà Nhì nè. Như vậy là cái nhà này là đã xây hơn 20 năm rồi các bạn. Hôm nay bà Bán Phở rất là may mắn được bước vào cái ngôi nhà nó rất là truyền thống của người Hà Nhì. Nó một cái phiên bản là chuẩn nhất luôn, rất là tự nhiên. Chứ không có phải là một cái nơi mà người ta làm homestay thì nó có chỉnh sửa chút xíu. Còn đây là nguyên bản của ngôi nhà đã hơn 20 năm. Rất là đặc biệt. Các bạn có thấy không, cái gian bếp này. Ủa sao mình có hai cái bếp hả em, để mình nấu cho nó nhanh không? Không ạ, à, cái đấy để khi nào nếu mà có nhiều người quá không kịp nấu thì em nấu chỗ khác, còn bây giờ để nếu đấy. Mà có gì dạ. Vậy hả? Dạ, tại sao mình làm hai bếp rồi đi nấu chỗ khác? Bởi vì khi nào nhà đông người quá thì nếu không kịp làm bếp này thì muốn nhanh hơn thì mình lấy hai cái bếp ạ. À. Cái hòn đá này để là để mình đánh dấu cái gì? Em cũng không biết nữa, tí hỏi chồng em không biết là lý do tại sao nó có cái này mà nhà nào cũng phải có một cái này Hà Nhì á. Ừ, đấy chị cũng thấy nó rất là khác biệt đấy nhá. Vâng, cái này là người Hà Nhì bắt buộc phải có. Còn ý nghĩa như nào hay là cũng em chưa biết hả? Dạ. Để hỏi chồng em nhá. Dạ. Chồng em biết hơn nhiều hơn em. Em cũng người Hà Nhì cơ mà. Nhưng mà em cũng chẳng biết lắm về mấy cái phong tục này. Trong nhà mình có thờ thần gì không? Bọn em chỉ thờ tổ tiên thôi. Thờ tổ tiên ông bà thôi. Mình chỉ thờ tổ tiên ông bà và thổ công, thổ địa, thần tài và ông táo là tất cả chung là cái hòn đá trong bếp này. Đúng rồi, đúng. Ồ, hay quá. Đó rồi, một cái rất là đặc biệt luôn á. Thờ hòn đá đây luôn ạ. Dạ. Lễ hội gì em? Lễ hội khô già già. Khô già già. Vâng. Được vào ngày thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch thì cả làng sẽ sửa sang lại cái công viên ở cuối làng mình, sửa lại cái chòi làm đu quai và đu dây, xong rồi mình sẽ mổ một con trâu để cúng thần mùa màng, để cho lúc đó vừa cấy xong thì mình cầu cho một năm tốt lúa bội thu. Và cái lễ hội đấy cũng được nhà nước công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ồ, hay quá. Tuần đầu tháng 6 âm lịch hả em? Ngày thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch. Ngày gì? Ngày thìn. Ngày thìn đầu tiên. Ngày thìn. Ngày thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch. Vậy là nhất định tháng 6 âm lịch sau chị sẽ chị sẽ bay ra đây mới được. Vâng, nếu mà về cái lễ hội đấy thì nếu mà các chị lên trang du lịch Bát Sát thì gần đến cái lễ hội đấy là người ta sẽ đăng cài rất nhiều thông tin về cái lễ hội đấy. Vậy cái lễ hội đó thì phụ nữ có được tham gia không em? Tất cả mọi người đều được tham gia hết. Nói như là ngày Tết luôn ha. 8 món hoặc 12 món để bê ra đến cái chòi kia để mỗi người một mâm để uống rượu giao lưu ở đấy. Và kể về những mong ước và những gọi là niềm tin của mình. Và cũng bên bếp lửa ấm giữa mùa đông này mà bà Bán Phở được đôi vợ chồng trẻ người Hà Nhì này vô cùng cởi mở chia sẻ những tập tục văn hóa của người Hà Nhì. Thì ra là cái bậc sàn cao đó các bạn, đó là nơi để mâm trên. Cái mâm mà người con dâu người Hà Nhì thì không được ngồi chung mâm cơm với bố chồng, anh chồng hay là chú chồng. Bị phạt không cho chặt một hai lần tiếp theo. Bán Phở được biết thêm là ngày thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch là cái ngày lễ khô già già. Nó cũng giống như là ngày Tết của người Hà Nhì vậy đó các bạn. Bà Bán Phở nhất định sẽ trở lại Y Tý để cùng bà con người Hà Nhì vui cái lễ hội như Tết này các bạn nha. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu một ít văn hóa
của người Hà Nhì có thể là chưa đầy đủ hết đâu các bạn. Trong một cái thời lượng ngắn và một dịp rất là tình cờ thì bà Bán Phở cũng tạm hài lòng với những gì mình vừa hiểu biết thêm được. Mong là các bạn cũng rất là thú vị với những điều mới mẻ của người Hà Nhì ở Y Tý thuộc huyện Bát Sát, Lào Cai. Mình lấy củi ở đâu em? Lấy củi trong rừng tập thể của thôn ạ. À, có rừng tập thể của thôn hả? Xa không? Xa đấy. Mỗi năm sẽ mở cửa rừng khoảng 1 đến 2 lần để dọn các cái cây khô, cành khô đi. Ồ, hay quá. Nhưng mà lấy củi là không phải chặt bừa bãi mà là chỉ được phép chặt cây khô với cả cây người ta đã chặt đất sẵn. Khi nhà nào đi xẻ gỗ để làm nhà thì người ta thường những cái cành để mình đến cái lúc mở cửa rừng thì mình mới được chặt. Nghe rất là thú vị đúng không các bạn? Chắc có lẽ là chúng ta ai cũng ước ao là cái rừng nào cũng là cái rừng của thôn, của người dân, coi như là của một cái tập thể vì cái quyền lợi và cái lợi ích chung. Tại vì trên đây rất là giá rét. Và bà Bán Phở bữa giờ cũng cứ đặt một câu hỏi trong lòng là người ta đi lấy củi như vậy thì như thế nào? Mùa đông thì không thể đi. Như vậy là những cái thời điểm này nè, đầu tháng 12 là những cái ngày cuối cùng rồi, là phải đi lấy củi để về dự trữ, để mà mùa đông giá rét không đi được, để không phải bị chết cống. Cứ đặt câu hỏi mãi thì hôm nay bà Bán Phở đã được có câu trả lời. Đó là bà con có một cái rừng của riêng cho bà con để được khai thác và tự bảo vệ cái rừng đó với nhau. Rất là hay. Bởi vậy bà Bán Phở mới ước gì tất cả cái rừng này trên toàn đất nước của chúng ta đều là rừng của thôn, của người dân ở nơi đó. Không ai mà bảo vệ rừng tốt bằng những người dân, chính vì cái lợi ích của họ và về cái ý thức của họ. Rất là hay các bạn ha. Chúng ta vừa tham quan xong toàn bộ cái căn nhà của người Hà Nhì. Các bạn thấy rất là khác biệt đúng không? Cũng là nhà trình tường. Người Hồng Mông cũng ở nhà trình tường các bạn ạ. Nhưng nhà người Hà Nhì sẽ có một cái bậc nó khác hơn nhà người Hồng Mông. Và có phòng riêng và rất là khác tất cả những cái dân tộc khác mà bà Bán Phở đã đi qua. Ví dụ như là người Tày, người Dao, người Hờ Mông, là bà Bán Phở thấy người Hà Nhì là khác nhất. Bà Bán Phở cũng xin tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Bye bye mọi người.